Liên quan đến xung đột Đông Âu, NATO đánh giá Ukraine đã thay đổi cơ bản cuộc xung đột hiện đại. CBC đưa tin, nhiều quan chức Mỹ lo ngại bùng nổ xung đột với Nga nếu Washington cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine. Chuyên gia Trung Quốc nhận định, thực chất Mỹ cấp gói vũ khí mới cho Ukraine chỉ vì lợi ích của mình. Quan chức NATO thừa nhận, liên minh đã lập kế hoạch tăng cường hiện diện sát biên giới Nga từ nhiều năm trước. Đáng chú ý, một quốc gia NATO tỏ ý muốn gia nhập tổ chức do Nga chung dẫn đầu. Ông Putin và ông Scholz giữ giọng điệu thân thiện khi điện đàm về Ukraine. Một số tin tức đáng chú ý khác. Hàng nghìn người biểu tình ở Paris yêu cầu Tổng thống Macron từ chức. Hơn 4 triệu người Tây Nam Nhật Bản được lệnh sơ tán do bão mạnh. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Tin Nóng. Những diễn biến xoay quanh căng thẳng giữa các cường quốc cùng các sự kiện đáng chú ý khác sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Reuters đưa tin, phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 17 tháng 9, Đô đốc Hà Lan Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO đã nhận định, với thành công trên bộ và trên không gian mạng, Ukraine đã thay đổi cơ bản chiến tranh hiện đại. Cụ thể, mở đầu cuộc họp báo, ông Bauer nói, không nghi ngờ gì nữa, một kỷ nguyên mới cho an ninh toàn cầu đã bắt đầu. Theo ông, rõ ràng là cuộc xung đột ở Đông Âu đã mở rộng ra ngoài biên giới Ukraine theo một nghĩa nào đó, vì toàn bộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang bị đe dọa. Mặt khác, theo Reuters, hôm 16 tháng 9, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh ở khu vực đông bắc Ukraine. Nhà lãnh đạo thừa nhận, còn quá sớm để nói rằng cục diện xung đột đang xoay chuyển, mặc dù lực lượng Kiev đã giành lại một số lãnh thổ trong tháng này. Vị Tổng thống cũng nói với Reuters rằng, các cuộc giao tranh với Nga hiện đã bước sang tháng thứ 7. Kết quả cuộc xung đột sẽ phụ thuộc vào việc các đồng minh có nhanh chóng chuyển giao vũ khí hay không. Trong bài phát biểu của mình tại buổi họp báo, ông Bauer đã nói rằng NATO sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine đến chừng nào còn có thể. Theo Reuters, Điện Kremlin chưa đưa ra bình luận về cáo buộc của ông Zelensky. Mặt khác, Moscow cho biết lực lượng nước này chỉ đang hội quân để tập trung vào chiến dịch Donbass. Vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định Nga không cần phải điều chỉnh kế hoạch tác chiến ở Ukraine và sẽ chấn áp đợt phản công của Kiev một cách mạnh mẽ. Trong khi đó, CBC News dẫn lời hai nguồn tin quân sự của Mỹ cho biết, nhiều quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã kiến nghị Nhà Trắng không chuyển giao hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân MGM-140 ATACMS cho Ukraine vì lo ngại điều đó sẽ khiến leo thang căng thẳng với Nga. Được biết, Kiev đã yêu cầu được hỗ trợ MGM-140 có tầm bắn hiệu quả hơn 300 km. Các quan chức Mỹ lo ngại khí tài này có thể được Kiev sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga và từ đó gây ra cuộc xung đột rộng lớn hơn với Moscow. Điện Kremlin đã nhiều lần cảnh báo Mỹ không gửi hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân có thể phóng tên lửa di động M270 MLRS và pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS mà quân đội Ukraine đang triển khai ở mặt trận Đông Âu. Hôm 15 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tuyên bố, nếu Washington quyết định cấp cho Kiev các tên lửa tầm xa hơn, Mỹ sẽ vượt qua ranh giới đỏ mà Nga đặt ra, trở thành bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Trước đó, vào hôm 14 tháng 9, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov chia sẻ với Sputnik News rằng, nếu Ukraine sở hữu vũ khí như vậy, các thành phố lớn của Nga cũng như cơ sở hạ tầng giao thông và công nghiệp có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào. Theo ông, kịch bản này nếu xảy ra, điều đó có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ tham gia trực tiếp vào một cuộc đối đầu quân sự với Nga. Theo Sputnik News, hiện Kiev yêu cầu Washington hỗ trợ hệ thống tấn công tầm xa đã được báo cáo lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 9. Nhà Trắng đã công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 6 triệu đô la cho Kiev vào hôm 15 tháng 9, bao gồm đạn dược cho hệ thống HIMARS, đạn pháo 155mm, thiết bị radar, hệ thống chống máy bay không người lái. Đáng chú ý, ATACMS không được liệt kê trong danh sách các mục tài trợ. Trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, nhà nghiên cứu Teng Shai-kun thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc cho rằng, việc Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí mới nhất trị giá 600 triệu đô la Mỹ cho Ukraine thực chất là chỉ vì lợi ích địa chính trị và thương mại của nước này. Ông Teng nói rằng, vào ngày 16 tháng 9, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa đề xuất viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine, chủ yếu là đạn pháo và huấn luyện cho quân đội Kiev.
ngay vào thời điểm Ukraine đã phản công ở một số khu vực mà Nga kiểm soát. Ở các hướng như Kharkov, Kherson, quân đội Ukraine liên tục giành lại những vùng đất đã mất. Tuy nhiên, cái giá mà lực lượng Ukraine phải trả là rất lớn. Nhà nghiên cứu Trung Quốc nhận định, Nga đã phản ứng mạnh mẽ sau tuyên bố của Mỹ. Moscow tin rằng nếu Washington và nước khác cấp cho Ukraine tên lửa chiến thuật lục quân, điều đó đồng nghĩa Mỹ và đồng minh đã tham gia vào xung đột ở Đông Âu. Trên thực tế, đối với Hoa Kỳ, mục đích duy nhất của việc liên tục hỗ trợ quân sự, đạn dược và huấn luyện cho Ukraine là duy trì cuộc giao tranh hiện tại để mang lại lợi ích địa chính trị và thương mại cho chính nước Mỹ. Tuy nhiên, những vũ khí và thiết bị này sẽ không mang lại lợi ích cho người dân Ukraine, cũng như không có lợi cho hòa bình và ổn định ở châu Âu, chuyên gia này nhận định. Được biết, Mỹ đã gửi khoảng 15,1 tỷ đô la hỗ trợ an ninh cho chính phủ Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu 7 tháng trước. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố nước này hỗ trợ vũ khí cho Ukraine để giúp Kiev bảo vệ lãnh thổ của mình và đạt ưu thế trong các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Theo Sputnik News, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Đô đốc Rob Bauer đã tiết lộ rằng Liên minh quân sự phương Tây đã bắt đầu lên kế hoạch tăng cường sự hiện diện của mình dọc theo sườn phía Đông trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Phát biểu trong cuộc họp báo ở thủ đô Tallinn của Estonia, ông Bauer nói, các nhà lãnh đạo quân sự có một hệ quy chiếu chung cho cả mối đe dọa toàn liên minh và trong khu vực. Đó là chúng tôi tăng cường tốc độ và hiệu quả hoạt động của các lực lượng ứng phó khẩn cấp. NATO đang nói về cuộc đại tu hệ thống phòng thủ lớn nhất kể từ năm 1949. Kế hoạch đó đã bắt đầu từ vài năm trước, nhưng bây giờ chúng tôi đang thực hiện nó. Vị đô đốc cũng tiết lộ, các lãnh đạo quốc phòng NATO đã thảo luận về sự cần thiết phải duy trì và tăng cường sự hỗ trợ của các đồng minh đối với Ukraine. Trong cuộc họp báo chung với ông Bauer, chỉ huy lực lượng phòng vệ Estonia Martin Herem nói rằng, ưu tiên chung của NATO là ngăn khả năng Nga thay đổi trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, bao gồm cả việc đóng thêm quân dọc theo biên giới của mình. Ở diễn biến đáng chú ý khác, hôm 17 tháng 9, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết nước này có mục tiêu gia nhập SCO. Đáng nói là Ankara đang là thành viên của NATO, theo Sputnik News đưa tin. Cụ thể, ông Erdogan cho biết ông đã tham gia hội nghị thượng đỉnh của SCO với tư cách là khách mời đặc biệt theo lời mời của nước tổ chức Uzbekistan. Vị Tổng thống nói rằng quan hệ giữa Ankara và các nước thành viên của SCO sẽ phát triển hơn nữa. Ông lưu ý, trở thành thành viên SCO hay không là một vấn đề khác biệt. Tuy nhiên, quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia sẽ được nâng cấp lên cấp độ hoàn toàn khác với sự hiện diện của ông trong hội nghị năm nay. Khi được báo giới hỏi rằng liệu Thổ Nhĩ Kỳ có muốn gia nhập SCO hay không, ông Erdogan khẳng định, tất nhiên đây là mục tiêu của chúng tôi. Được biết, SCO là một tổ chức quốc tế được thành lập bởi các nước là Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Nga và Uzbekistan vào năm 2001. Năm 2017, Ấn Độ và Pakistan được kết nạp vào tổ chức này. Các nước quan sát viên của SCO bao gồm Afghanistan, Belarus, Iran và Mông Cổ, trong khi các nước đối tác là Armenia, Azerbaijan, Campuchia, Nepal, Sri Lanka và Thổ Nhĩ Kỳ. SCO cũng đã khởi động thủ tục cấp quy chế đối tác đối thoại cho Ai Cập, Qatar và Ả Rập Xê Út vào tháng 9 năm 2021. Vào tháng 7 năm 2022, Belarus đã nộp đơn gia nhập SCO với tư cách là thành viên chính thức và thủ tục gia nhập đã được đưa ra vào ngày 16 tháng 9. Iran đã ký một biên bản cam kết trở thành thành viên đầy đủ của SCO tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra hôm 15 tháng 9. Ở diễn biến khác, theo Sputnik News, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã có lần hiếm hoi chia sẻ về cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, ông Scholz cho biết cả hai nhà lãnh đạo đều giữ giọng điệu thân thiện trong các cuộc trao đổi, bất chấp quan điểm trái chiều. Chia sẻ với đài truyền hình Deutschlandfunk, Thủ tướng Đức nói, nếu tóm tắt các cuộc trò chuyện với ông Putin gần đây, thì tôi chắc chắn đã có một số tiến bộ. Ông lưu ý, cả hai giữ giọng điệu luôn thân thiện, mặc dù quan điểm về cuộc khủng hoảng ở Ukraine rất khác nhau. Nhà lãnh đạo Đức cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại với Nga. Ông cho biết, ông đã thảo luận với Tổng thống Putin về các vấn đề nhân đạo, như hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và vấn đề những người lính Ukraine bị Nga bắt giữ. Berlin cũng gửi thông điệp kêu gọi Moscow rút quân khỏi nước láng giềng. Được biết, hôm 13 tháng 9, hai nhà lãnh đạo Nga-Đức đã điện đàm suốt 90 phút để thảo luận về cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và các vấn đề liên quan khác.
Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Hôm 17 tháng 9, Sputnik News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Asif cho biết, Nga đã đề nghị hỗ trợ lúa mì cho Ukraine. Thông tin trên đã được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO ở Uzbekistan. Ông Sharif nói thêm, Nga cho biết có thể cấp cho Pakistan khí đốt. Moscow có đường ống dẫn khí đốt đến các nước Trung Á. Đường ống này có thể được mở rộng tới Pakistan thông qua Afghanistan. Nga và Pakistan đã thảo luận về kế hoạch này. Pakistan đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu do cuộc khủng hoảng ngoại hối gây ra. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn do trận lũ lụt thảm khốc. Đợt lũ đã phá hoại mùa màng ở các tỉnh Sindh, Đông Punjab và Balochistan, đe dọa an ninh lương thực của quốc gia Nam Á. Chính phủ Pakistan cho biết ước tính sơ bộ thiệt hại kinh tế do lũ lụt lên tới khoảng 30 tỷ đô la. Đáng chú ý, Sputnik hôm 18 tháng 9 đưa tin, hàng nghìn người đã tập trung trên quảng trường Hoàng gia Paris ở Paris theo lời kêu gọi của Đảng Những Người Yêu Nước yêu cầu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từ chức. Trong cuộc biểu tình vào đầu tháng 9, các thành viên Đảng Cánh Hữu tiếp tục kêu gọi người dân xuống đường biểu tình. Các nhà hoạt động kêu gọi Tổng thống Macron từ chức và rút Pháp khỏi Liên minh châu Âu-NATO. Cuộc thăm dò mới nhất của Elef cho thấy tỷ lệ người dân Pháp ủng hộ trừng phạt Nga đang giảm dần, với chỉ 40% người tán thành. Đồng thời, 32% người được hỏi tin rằng nên hạn chế các biện pháp trừng phạt nhằm giảm tác động của chúng đến cuộc sống, trong khi 27% phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế, theo Sputnik cho hay. Giá năng lượng ở châu Âu đã tăng từ năm 2021 như một phần xu hướng toàn cầu. Tuy nhiên, sau chiến dịch quân sự đặc biệt, giá nhiên liệu tiếp tục tăng chóng mặt, khiến nhiều chính phủ châu Âu phải tung ra các gói biện pháp dự phòng. Vào tháng 8, Quốc hội Pháp đã thông qua hai gói biện pháp khẩn cấp để bảo vệ sức mua của người dân, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9. Chúng bao gồm bình ổn giá điện và khí đốt, tăng lương bổ sung cho công chức, giảm giá nhiên liệu từ tháng 9 đến tháng 10. NHK đưa tin, Kazakhstan đã đổi tên thủ đô về tên cũ là Astana từ Nur Sultan như hiện nay. Được biết, Astana là tên của một cựu lãnh đạo của quốc gia Trung Á này. Hôm 17 tháng 9, Tổng thống Kazakhstan Kasym-Jomart Tokayev đã ký đạo luật để lấy lại tên cũ của thủ đô. Được biết, hồi năm 2019, ông Tokayev cũng đã đổi tên thủ đô từ Astana sang Nur Sultan để vinh danh người tiền nhiệm Nur Sultan Nazarbayev. Ông Nazarbayev đã có gần 30 năm điều hành đất nước, khi đó ông Tokayev là một phụ tá thân cận của ông Nazarbayev. Cựu tổng thống hiện là người đứng đầu Hội đồng An ninh của Kazakhstan. Hồi tháng 1, một cuộc biểu tình đã nổ ra, nhiều người tỏ rõ sự bất mãn về quyền lực mà ông Nazarbayev nắm giữ. Sau sự việc trên, ông Tokayev đã loại một số chức vụ của ông Nazarbayev và xúc tiến những thay đổi hiến pháp để tước bỏ một số đặc quyền của ông ta. Động thái mới nhất được coi là một phần trong nỗ lực loại bỏ sức ảnh hưởng của cựu tổng thống. Reuters dẫn lời nhân chứng hôm 17 tháng 9 cho biết, hàng nghìn người ở Haiti đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng khi cuộc biểu tình diễn ra nhiều ngày đang khiến việc phân phối nước bị ngưng trệ. Trong khi đó, nỗi lo càng tăng lên khi đất nước sắp đối mặt với cơn bão nhiệt đới Fiona. Nhiều cư dân ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã buộc phải trú ẩn trong nhà vào tuần qua khi các cuộc biểu tình nổ ra nhằm phản đối việc tăng giá nhiên liệu và tình hình tội phạm gia tăng. Tồi tệ hơn, các cuộc biểu tình còn khiến đình trệ các hoạt động cung cấp nước tới thành phố, trong khi nhiệt độ hàng ngày chạm ngưỡng 34 độ C. Theo Reuters, nhiều người dân Port-au-Prince đã tận dụng thời gian tạm dừng giữa các cuộc biểu tình để đến các trung tâm phân phối nhằm tích trữ nước và khí đốt. Mặt khác, nỗi lo về cơn bão nhiệt đới Fiona cũng thôi thúc người dân đổ xô đi lấy nước. Các nhà dự báo cho biết những trận mưa lớn nhất của cơn bão nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào Cộng hòa Dominica ở phía đông đảo Hispaniola. Một cư dân địa phương chia sẻ, nhiều người đã phải đi bộ hàng cây số để đổ đầy các xô nước trước khi vận chuyển chúng về nhà. Được biết, Haiti là nước đông dân nhất vùng Caribe. Quốc đảo vẫn đang chật vật trong quá trình tái thiết sau thảm họa động đất năm 2010, khiến hơn 200.000 người thiệt mạng và mất tích. Kể từ sau cái chết của Tổng thống Jovenel Moïse hồi năm 2021, tình hình chính trị xã hội ở Haiti ngày càng trượt dài trong rối ren và bất ổn. Các băng nhóm vũ trang ngày càng hoạt động lộng hành, cản trở hoạt động của người dân, cũng như gây ảnh hưởng đến các bệnh viện, trường học và doanh nghiệp.
Hãng tin Reuters hôm 17 tháng 9 cho hay các vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hơn 700 hectare rừng ở khu vực phía nam Tarija của Bolivia. Lực lượng cứu hỏa, tình nguyện viên và chính quyền địa phương đã cực lực làm việc để ngăn chặn đám cháy. Máy bay trực thăng cũng được triển khai để giúp kiểm soát ngọn lửa. Thị trưởng thành phố Yacuba Carlos Eduardo Bru cho biết các vụ cháy rừng có nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều loại thực vật, động vật. Theo chính quyền phòng vệ dân sự, kể từ đầu năm đến nay, hơn 900.000 hecta rừng đã bị phá hủy ở 3 địa phương, trong đó có thủ đô Tarija. Tại Nhật Bản hôm 18 tháng 9, hơn 4 triệu người ở Kyushu đã được lệnh sơ tán khi cơn bão mạnh Namado càn quét miền Tây Nam đất nước. Theo NHK đưa tin, cảnh báo cấp độ 5, mức cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai của Nhật Bản, đã được ban hành ở các tỉnh Kagoshima và Miyazaki, nơi có hơn 110.000 người thuộc khoảng 55.000 hộ gia đình sinh sống. Tổng cộng hơn 4.030.000 người trong khoảng 1,94 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng tại nhiều khu vực của Kyushu đã được lệnh sơ tán. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!